Dạ, xin kính chào quý vị. Hiện tại mình đang mặt nhà tí quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe và công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký kênh chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Đây bên tí về một số hoa mai tứ quý, hoa mai vàng, phần đó mai chú thủy rồi có ha quý vị. Phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Địa chỉ đi Cà Gau Tiền Giang. Rồi tí chào tí ơi. Chào cô chú trên mọi người đất nước này yêu mến mai vàng, mai tứ quý ghép gì đó. Hôm nay về số cây về muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Cũng cảm ơn cô anh chú anh chị. Rồi xin mời cô chú anh chị vô cây số 1. Rồi vô cây số 1. Bốn bốn hoành. Rồi bốn bốn hoành quá vậy. Chiều cao luôn cái đấy. Chiều cao cái đo cái đường kính bầu luôn. Chiều cao nó 1m07. Chiều cao 1m07 quá vậy. Rồi đo đường kính bầu luôn. Đường kính bầu của nó 79. Rồi. Cây này thần bồn không quý vị? Cây này nằm bồn nha, nằm bồn rút ra. Nằm bồn lâu lắm à, nó cũng mười mấy 20 năm gì vậy. Hay để về quý vị sửa lại ha, thảo lại ha. Để nói chung nó đều hết luôn ha quý vị, nhưng mà có một cái thì nó hơi dặn dặn về quý vị cạo lại. Nó một cốt nó bốn thằng quý vị. Đây, cây lên tược lá xanh mướt luôn ha. Mà số 1 mình giao lưu giá không tí ơi. Mà số 1 giao lưu giá 6 triệu bao ship 200 km nha. Rồi 6 triệu bao ship quý vị 200 km ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 2 là cây mai. Mai siêu thủy. Này da, da trắng hay da đen? Này da đen. Da đen quý vị, mai siêu thủy da đen ha. Đen trắng thì không biết nữa mà đen quá. Nguyên cái bệ cầm ha quý vị. Rồi cũng hao hảo chiều cao tí thôi. Đo từ mặt bầu lên tới đỉnh đi. Chứ cái này tính chiều cao cũng khó thì hạo qua hình thức thôi. Ừ. Cây này chiều cao nó 66. Rồi đo vị trí này với cái tổng rồi để nữa. Đây quý vị. Này nó liền khối không quý vị? Nó 127. 127 quý vị. Bao bao vị trí vậy? Hai vị trí cũng được. Nằm đây thì nó 118. Rồi. Trên này nó 80. Rồi. Rồi giá không tới ơi, mà chưa thủy. Mai chưa thủy. Mã số 2 giá 7 triệu. 7 triệu không quý vị. Cái này bao ship toàn quốc hàng sao đây? Này bao ship 200 km. Rồi 7 triệu đây nè quý vị. Cây này đang nuôi nha. Rồi rút con bòn ra đó quý vị thấy ha, lên lên luôn nha, bao mạnh luôn nha. Cây này bao mạnh luôn, lên tược rồi. Rồi xuống đi. Rồi mã số 3 là phôi tứ quý ghép cúc thọ hương quý vị. Phôi tứ quý ghép cúc thọ hương nha. Cây cây này ghép được 6 tháng à. Cây ghép 6 tháng hả quý vị? Cây này về quý vị nuôi lại tay cành ha, bẻ lại tay cành ha. Tay cành thì nó ra về vô nhôm là định hình lại cái phơm tàn thôi ha quý vị. Nó chắc cũng mà bằng ngón tay út rồi đó. Rồi chiều cao tới ơi. Chiều cao của nó 1m đi. Rồi chiều cao 1m quý vị. Hoành thân của nó 32. Rồi 32. Sát dây luôn. Rồi đế đều bốn mặt. Đế đều lắm nha, nó này ép chậu luôn á, nó ra tới thành ngoài này luôn à. Đế
đế đều, cây này đẹp lắm, đế đẹp. Rồi giá anh tí ơi. Cây này giá 3 triệu. 3 triệu này mình bao ship toàn quốc luôn anh sao? Đấy. Bao ship 200 km à, đi xe tải hoặc xe Honda à, của chú rồi. Rồi. Rồi mà số 4 là cái phô mai vàng quý vị. Phô mai vàng này cũng thường bòn luôn nha. Phô mai vàng vườn ha quý vị, không phải mai bình loại ha. Tuy nhiên. Cây nó sao mà lên già quý vị. Già với nó. Hay quý vị. Nu nó những đêm nâu sù ha quý vị. Ở đây khúc đèn khúc này hàng đèn khúc ha quý vị. Nó 4 khúc sù ha quý vị. Quý vị thấy tổng thể cây nó ha. Mỗi đoạn nó có bị mấy cọng kẽm á, kẽm rồi đó ta uống. Mỗi một đoạn là nó bị bể xù ra khúc khúc của vậy 4 khúc ha. Rồi chiều cao tí. Chiều cao nó 95. Rồi chiều cao 95. Hoành thân nó 28. Rồi 28. Đây về mình đóng vô thân ha quý vị. Về cái đóng thằng dù quá trơn cũng đẹp. Rồi giá tí ơi. Cái giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Bao ship 200 km. Rồi. Xe ăn đào, xe tải. Số 4 là phô mai vàng tới mà số 5 cũng là phô mai vàng ha quý vị. Số 5 là cây mai vàng nha, ghép giảo Thủ Đức. Mai vàng 7 mùa nha. 15 triệu bán luôn. Mai vàng ghép giảo Thủ Đức già mùa 7 năm nha. 7 năm quý vị. Rồi thôi tổng chiều cao. Trong bồn cũng rút ra luôn. Rồi tổng chiều cao tới ơi. Chiều cao nó 1 m. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang nó 89. Rồi đây quý vị, lá quý vị nhìn thấy biết ha, Thủ Đức nó sáng liền cốt ha quý vị, liền cốt luôn rồi đó. Rồi hoành eo ta tí, hoành nó 21. Rồi để quái nha. Rồi thấy là lạ, liền cốt luôn rồi. Đây quý vị liền cốt, không thấy cái thẹo nó ghép không quý vị, giống như góc nhớt vậy ha. Đó đây. Rồi giá anh tới ơi. Cây này giao lưu giá 2 triệu ra. Rồi ship 200 km. Rồi ở số 5 2 triệu bao ship 200 km. Không nổi để dưới cũng được. Rồi mai số 6 quay lại cái mai chú Thủy hả quý vị? Cây này cũng đang nuôi nha, trong bồn rút ra luôn. Rồi chiều cao tới đỉnh tới ơi. Chiều cao của nó 55. Rồi. Hoành nó 33. Rồi. Trên eo này 27 đi. Rồi 87. tổng cái nồi đế luôn. Đế sổ. Tổng nồi đế 1,5 m. Rồi. Sổ. Sổ nó 35. Rồi. Cái này về cắt vô lại. Này đang nuôi lại dở. Da đen lá lớn. Nuôi xù gì đây không biết.
Rồi giá không tí ơi? Cái này giá 3 triệu cho bao trước 200 km. 3 triệu không quý vị? Rồi giá rất rẻ ha. Rồi tiếp theo tí. Tiếp theo là hai cây mai xú quý lớn. Nhìn này. Rin mẻm. Thằng đi ra cái gì đó luôn. Hai cái đó gì đấy? Rồi tiếp theo là cái mã số 7 là cây tứ quý, quay lại cây tứ quý tàn quý vị. Cái này tàn con rồi hả quý vị? Rồi hảo chiều cao tí ơi. Chiều cao là chắc 2,5 m. 8 ngang luôn. Đá ngang 2 m đi. Rồi. Cây này nó mục. Đấy quý vị, hai cây ha. Đó quý vị thấy ha, tàn thì con rồi hả quý vị? Hai cây bằng nhau cặp không quý vị? Rồi bà neo tí. Bà neo của nó 51 rồi. 50 đi. Giữ yên vị cái vị trí đi. Rồi 51 tính 50 hợp lại ha quý vị. Nó chạc xuống dưới chút xíu nữa. Chạc xuống xíu nữa nó 53, 54 vậy 53 đi. Rồi đừng cánh bầu tí. Để đều hết luôn ha quý vị. Đường kính bầu của nó 89. Đây quý vị mấy cộng điểm chân cắm nó không ha. Dách chữ A cũ nở quý vị. Cây này dách chữ A ha. Nở dách. Mấy cộng này thì ví dụ về quý vị không thích nè, là tại cái chân điểm nó đi xuống ha. Lấy bỏ cũng được nữa. Lấy cộng chủ thôi quý vị. Đó, quý vị thấy mặt nó cắm cắm xuống không ha. Nó còn dành dành là về quý vị lọc bỏ một khốt ba thân quý vị. Nó hình dáng một khốt lên vậy ha. Cái này quý vị không thích thì chơi tàn thì hạ bonsai lùng cũng được ha quý vị. Cũng có duyên ha. Cần xả phôi á thì alo trực tiếp chứ rồi mình xả phôi rồi lấy bầu lại. Lại những bầu này lớn lắm nha. Bầu này lớn nó mới vậy. Bầu nó tới 50 lận. Rồi cây tứ quý tàn nè, mình giao lưu giá làm sao tí? Cây tứ quý tàn giao lưu một cặp đi, nếu mà cô chú nào á thích một cây á thì cứ alo trực tiếp. À. Vậy xong báo giá. Hả? À, vậy xong rồi báo giá luôn. À rồi rồi. Rồi tiếp theo quý vị. Chắc này nha. Nó ngang ngửa bằng cây kia ta. Con lại rồi mà cây này đang mạnh lắm nha, đang thương được. Đây quý vị. Con lại ráo rồi. Cái một cốt lên ba thân không quý vị? Dàn xương của nó mới lực. Rồi bà neo lên tí. Không chứ qua dàn xương nó đại như vậy, xương nó tử như cái tát. Nó chỉ có lúc trên thôi rồi. Rồi chống anh neo đi. Quả neo nó 63. Rồi 63 quý vị. 63 đi, 62 cũng được. Rồi. Đây quý vị, để nè. Đây con cộng quý vị. Mà đệm xuống. Cái này nó một cốt lên 3 thân mà nó liền khối luôn hả quý vị? Cặp nó ná giống nhau ha. Quý vị nào qua video này quý vị xem thích cứ alo trực tiếp quý vị. Đây quý vị, để chân cắm không ha. Cộng điểm nó ở đây nè. Đây.
đế đều hết luôn quý vị. Đó, quý vị nhìn rõ ha, nó một cốt nguyên bản một cốt lên 3 thân quý vị. Rồi đó đừng kính bầu tới. Đường kính bầu nó 1m06. Mét là 6 quý vị. Dạo bầu nó 57. Rồi. Rồi tổng thể lần nữa quý vị. Cây này nó đang sung lắm à. Đang ra từ con nhiều lắm. Mạnh cây, bao mạnh luôn á. Rồi giá luôn tới ơi, một cặp. Một cặp thì giá 20 triệu. Một cặp 20 triệu không quý vị? Bao ship 200 km. Rồi. Một cặp 20 triệu, bao ship quý vị 200 km ha. Rồi hết rồi phải không tí? Hết rồi phải không?